Lợi Trần, nam thần hành động của điện ảnh Việt, quá khứ là võ sinh nghèo, không tên tuổi. Diễn viên Lợi Trần là gương mặt những năm gần đây đang ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả Việt, đặc biệt là phim mang thể loại hành động. Anh được nhận xét là nam thần trong thể loại này. Lợi Trần còn gây chú ý hơn nữa khi có quá khứ là võ sinh. Lợi Trần được khán giả biết đến qua các phim như Phượng Khấu, Lật Mặt 2, 7, 9, 8, 10, Về Quê Ăn Tết, Xóm Chùa. Đặc biệt, vai thập bát ca trong web drama Bi Long Đại Ca đã gắn liền với tên tuổi của anh, giúp anh có nhiều người hâm mộ. Trên màn ảnh, Lợi Trần được đánh giá là một trong những diễn viên nổi bật với vóc dáng rắn giỏi, gương mặt nam tính và lợi thế đóng cảnh hành động. Anh cũng là nghệ sĩ không ngại thể hiện nhiều dạng vai khác nhau. Ít ai biết rằng Lợi Trần trưởng thành từ lò võ, từng là cao thủ boxing. Từ năm 13 tuổi, anh đã kiếm sống từ võ đài, tham gia các giải đấu và giành được một số huy chương. Tuy nhiên vì đam mê nghệ thuật, nam diễn viên đã chuyển hướng sang diễn xuất. Từ nhỏ, anh đã muốn trở thành một diễn viên hành động chuyên nghiệp, có kỹ năng diễn xuất lẫn kỹ năng võ thuật. Nhưng nghề này đi đôi với nhiều rủi ro. Lợi Trần bồi hồi nhớ lại, làm diễn viên hành động bắt buộc phải lăn xả với nghề, việc dính tai nạn có thể xem là chuyện cơm bữa. Nặng nhất là lần tôi tham gia một dự án phim bị chấn thương đến gãy xương mũi, lệch luôn vách ngăn bên phải. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm hoạt động trong nghề diễn viên, Lợi Trần được đông đảo khán giả biết đến với vai diễn thập bát ca trong bộ web drama Bi Long Đại Ca, sản phẩm nổi đình đám trong mùa dịch Covid-19 khi các tập ra mắt thường xuyên chiếm giữ các vị trí cao nhất trên top trending. Nói về vai diễn thập bát ca, anh chia sẻ, thập bát ca có thể xem là vai diễn giúp tôi được đông đảo công chúng biết đến. Tôi hoàn toàn trân trọng và yêu mến vai diễn này, luôn xem đó là một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp diễn viên, cũng là cầu nối đưa tôi đến gần hơn với khán giả. Nhưng thập bát ca đối với tôi vẫn chưa phải là một vai diễn để đời. Tôi vẫn khát khao tìm kiếm một vai diễn thật nhân văn, mang đến một năng lượng tích cực. Một vai diễn thậm chí vượt quá những kỹ năng sẵn có của bản thân để bắt buộc tôi phải khổ luyện, cố gắng bằng hơn cả 100% sức lực của mình. Tôi vẫn đang trên con đường tìm vai diễn để đời của mình. Với bất kỳ diễn viên chân chính, kính nghiệp nào, vai diễn để đời luôn là một nỗi ám ảnh, một sự thôi thúc họ phải luôn cố gắng không ngừng để trau dồi bản thân. Lợi Trần đặc biệt thích các vai diễn anti-hero, những vai diễn hành động mà nhân vật có nội tâm phức tạp, một quá khứ nhiều ổn ức dẫn đến những hành động của hiện tại. Nam diễn viên cũng cho biết, chưa dám nhận những vai phản diện bởi lẽ anh luôn muốn bản thân mang đến một năng lượng tích cực đến cho mọi người. Nhưng ở chiều ngược lại, anh không ngại thử thách bản thân ở các vai diễn nặng ký, hình ảnh đa dạng hơn để khẳng định thực lực bản thân. Lợi Trần cho rằng ai mới làm nghệ thuật đều cháy hết mình, nhưng đến khoảng 3-4 năm mà sự nghiệp chưa nổi trội thì dễ gặp tâm lý chán nản, muốn bỏ nghề về quê. Bản thân anh cũng từng có lúc tuyệt vọng và chán nản, nhưng nhờ ý chí và sự nỗ lực hết mình mới có thể tiếp tục đến hôm nay. Khi được hỏi có bao giờ muốn bỏ đóng phim để trở về đánh võ, Lợi Trần tâm sự, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở về võ đài vì tôi hiểu công việc này khắc nghiệt thế nào, tôi chỉ muốn đem những khổ luyện của mình cống hiến cho điện ảnh. Lợi Trần cho biết, anh luôn chăm chỉ tập luyện để hoàn thiện các kỹ năng mỗi ngày để có thể luôn trong trạng thái sẵn sàng, luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Đến hiện tại, Lợi Trần bước đầu có những thành công đầu tiên khi anh được khán giả lẫn giới chuyên môn nhìn nhận là một ngôi sao đang lên của dòng phim hành động. Năm 2023, Lợi Trần gây ấn tượng mạnh mẽ khi có vai trong dự án điện ảnh Giao lộ 8675. Đây là siêu phẩm được đầu tư khủng, cũng được xem là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà Lợi Trần cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Trong phim, Lợi Trần hóa thân thành anh chàng võ sĩ, đau đáu về hoài bão, về việc tìm những đối thủ xứng tầm. Nhưng cuối cùng khi đến đất võ Bình Định, anh đã tự tìm ra con đường cho chính mình một cách đầy lý thú. Lợi Trần cho biết, đây là vai diễn anh cực kỳ tâm đắc bởi đã truyền tải được đúng tinh thần tích cực, yêu điều thiện nơi anh. Đồng thời cũng là nhân vật có nhiều luồng suy nghĩ trong nội tâm, đòi hỏi anh phải nỗ lực, tự nâng cấp khả năng của bản thân trong thời gian dài trước khi bấm máy. Nam diễn viên đã không ngần ngại hy sinh mái tóc dài đặc trưng, đã gắn bó với mình suốt 4 năm và dành thời gian tập võ, rèn luyện hình thể mỗi ngày cho vai diễn này. Lợi Trần với vai diễn này đã giúp anh tạo sự đột phá lớn, góp phần thực hiện ước mơ đưa phim Việt Nam ra thế giới mà anh ấp ủ nhiều năm trời. Dự án lần này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân để chuẩn bị cho con đường này 20 năm rồi. Con đường là một diễn viên và trong phim này là một diễn viên hành động. Giao lộ 8675 là một dự án vừa đủ để có thể nói lên rằng Lợi Trần đã sẵn sàng cho sự nghiệp diễn viên điện ảnh của mình, nam diễn viên nói.